Trong một căn phòng ở Hà Nội, nghệ sĩ Trần Thanh Thục cầm một chiếc khăn lụa mỏng manh và bắt đầu cắt nó thành những mảnh nhỏ, dùng chúng làm chất liệu để dán lên các tác phẩm nghệ thuật của mình. Suốt 4 thập kỷ qua, nữ nghệ sĩ đã tái tạo nhiều thắng cảnh Việt Nam thông qua việc sử dụng các màu sắc rực rỡ của vải cắt từ khăn quàng cổ, áo dài truyền thống hoặc bất kỳ chất liệu vải nào mà bà có thể tìm thấy, đều không dễ dàng trong những năm 1980 khi đất nước còn nghèo khó. Và tất cả những cái họa tiết mà tôi dùng ở trong một cái bức, trong tác phẩm của tôi, nó hoàn toàn là được cắt từ những cái mảnh vải may áo dài, rồi những cái khăn quàng lụa, đó là những cái chi tiết rất nhỏ, rất tinh và rất đẹp. Mà những cái chi tiết này là tôi đã phải tìm mua ở những cái mảnh vải may áo dài của các mẹ, các chị. Thậm chí là tôi phải cắt từ những cái khăn lụa rất là đẹp mà có khi bạn tôi còn gửi từ nước ngoài về. Bà Thục thường sử dụng hàng trăm nghìn mảnh vải để tạo hình cây cối, dòng sông, mảng trời trong các tác phẩm của mình. Vì thế, nữ nghệ sĩ 61 tuổi không dám làm mát xưởng vẽ tại gia bằng quạt thay điều hòa, kể cả khi vào mùa hè, vốn rất oi ả trong khí hậu miền Bắc. Bà sợ nếu bật quạt, các chi tiết làm từ vải sẽ bị gió thổi bay. Vì vậy, bà buộc phải làm việc trong một môi trường khá khắc nghiệt, chỉ có bản thân và những mảnh vải. Với cái chất liệu vải này thì tôi hoàn toàn không bao giờ được bật quạt cả. Bởi vì những cái chi tiết mà trước khi tôi dán vào tranh, tôi phải ướm và nó rất là nhỏ. Và khi mà bật quạt lên thì nó sẽ bị bay mất. Và trong tất cả những cái họa phẩm của tôi, cái đống vải nó rất là to và nó không thể tránh được những cái bụi bặm. Cho nên là tôi cũng không dám bật điều hòa. Sau nhiều năm gắn bó với tranh vải, nữ nghệ sĩ vẫn giữ công việc ban ngày là một công chức và chỉ làm điều bà yêu thích vào ban đêm. Nhưng vận may của bà bắt đầu thay đổi khi một nhà sưu tập người Mỹ mua một tác phẩm vào năm 2000. Cách nay một thập kỷ, bà bắt đầu được mời tham gia triển lãm. Kể từ đó, tác phẩm của bà bắt đầu bán được nhiều. Giờ đây, những tác phẩm của bà Thục được bán với giá từ 1.000 đến 5.000 đô la Mỹ. Bà cũng tham gia nhiều buổi trưng bày tác phẩm trên khắp Việt Nam. Bà chia sẻ với hãng tin Pháp AFP rằng thấy hạnh phúc vì tranh vải giúp mình có cuộc sống thoải mái và được tự do làm những gì mình thích. Và tất cả những cái tác phẩm của tôi thì nó là tổng hợp tất cả những cái cảm xúc, những cái vẻ đẹp mà tôi lưu lại được. Tôi đi tới những miền đất đó, khi thì tôi chụp ảnh, khi thì tôi vẽ trực họa. Và tất cả những cái niềm yêu ấy tôi đưa về và tôi muốn chia sẻ với các bạn qua cái chất liệu vải để ngợi ca vẻ đẹp của Việt Nam. Cái nội dung mình ấn tượng nhất là những cái bức tranh về phong cảnh quê hương của bác. Khi mà mình nghe được những cái câu chuyện về đằng sau những cái bức tranh phong cảnh quê hương đấy, thì nó gợi lại cho mình những cái cảm xúc. Giống như là mình cũng đang được sống lại với cái cảm xúc về quê hương của chính bản thân mình.